Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Hiện trường kinh hoàng vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tương đương 300 quả bom nguyên tử. Ngày 6 tháng 2 năm 2023 vừa qua, trận động đất mạnh 7,8 độ Richter và 7,5 độ Richter đã lần lượt đổ bộ vào hai quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong một thế kỷ qua, tàn phá ít nhất 12 thành phố. Các trận động đất kép cũng gây ra cảnh báo sóng thần ở các bờ biển Địa Trung Hải của Hy Lạp, Síp và Ý. Thậm chí, sự rung chuyển có thể cảm nhận được tận Ai Cập và Iran. Hầu hết các nạn nhân đang ngủ khi trận động đất đầu tiên xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Nó xảy ra gần thành phố Gaziantep, miền đông Thổ Nhĩ Kỳ ở độ sâu khoảng 24 km. Trận động đất mạnh kéo theo hàng chục cơn dư chấn mạnh làm sụp đổ các tòa nhà thành những đống bụi lớn. Tới khoảng 13 giờ 30 phút, một trận động đất nữa lại xảy ra khiến nhiều người náo loạn chạy ra đường. Miền Bắc Syria cũng bị tàn phá bởi trận động đất kép, khiến các tòa nhà rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO lo ngại con số người thiệt mạng có thể tăng lên đến 20.000 người khi lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều nạn nhân hơn trong đống đổ nát. Ngoài ra, việc nhiệt độ hạ xuống rất thấp cũng gây ra nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Nhà vật lý người Thổ Nhĩ Kỳ Obgun Ahmet Ekan nhận định rằng trận động đất này có sức tàn phá mạnh tương đương với sức nổ của 300 quả bom nguyên tử cùng lúc. Januka Antanayaki, nhà địa chấn học tại Đại học Melbourne, Australia cho biết năng lượng giải phóng bởi trận động đất tương đương khoảng 32 petajouli, đủ để cung cấp điện cho thành phố New York trong hơn 4 ngày. Trong khi đó, nhà địa chấn học Susan Hook của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ USGS chỉ ra tuy không phải trận động đất mạnh nhất thế giới, nhưng trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt nguy hiểm. Renato Sodidum, Giám đốc Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines cho hay, động đất trên 7 độ Richter được các nhà khoa học mô tả có năng lượng tương đương khoảng 32 quả bom nguyên tử đã thả xuống Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945. Hiện nay, nhân lực tìm kiếm cứu nạn quá ít, trung bình cứ 20 tòa nhà bị sập thì chỉ có một đội cứu hộ cứu nạn. Do đó, nhiều nạn nhân có thể thiệt mạng vì bỏ lỡ thời gian vàng để cứu nạn. Trận động đất cũng khiến 3 sân bay lớn trong khu vực không thể hoạt động, làm phức tạp thêm việc vận chuyển hàng viện trợ quan trọng. Cô Melissa Salman, sống tại vùng Kamaman Margat, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cô sống trong vùng động đất nên đã quen với các dư chấn rung chuyển. Tuy nhiên, cô chưa từng gặp thảm họa nào kinh hoàng như thế này. Chúng tôi nghĩ đó là ngày tận thế. Muhyiddin Oraki, một người may mắn sống sót sau trận động đất tại thành phố Diyarbakir, Thổ Nhĩ Kỳ, bàng hoàng nói, 7 thành viên của gia đình tôi vẫn đang nằm dưới những đống đổ nát. Khalil Asawi, phóng viên tại Jin Diaries cho biết, trong 10 năm đưa tin về cuộc chiến ở Syria, anh chưa từng chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc như hôm qua. Chỉ vào đống bê tông từng là tòa nhà nhiều tầng ở Jin Diaries, một thanh niên gầy gò khác nói, có 12 gia đình ở dưới đó, không một ai chạy ra ngoài, không một ai. Trong khi đó, theo các nhân chứng, các điều kiện ở phía Tây Bắc Syria được mô tả là khủng khiếp sau trận động đất kinh hoàng. Họ nói rằng trận động đất khiến cả gia đình thiệt mạng và những người sống sót phải ngủ trên đường phố giữa tiết trời lạnh cóng. Từ hiện trường ở Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy nhiều tòa nhà bị sập khi mọi người co ro trong cái lạnh cóng và chờ đợi sự giúp đỡ. Một loạt các quốc gia đã gửi nhân viên cứu hộ đến giúp đỡ những khu vực bị ảnh hưởng, nơi nỗ lực giải cứu người sống sót đang thực hiện. Một hệ thống thời tiết lạnh và ẩm ướt đang di chuyển qua khu vực, từ đó khiến công tác cứu hộ càng gặp thêm nhiều thách thức. Nhiều di sản bị tàn phá nặng nề sau trận động đất. Trận động đất có cường độ 7,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rạng sáng ngày 6 tháng 2 giờ địa phương đã tàn phá nặng nề nhiều di sản khảo cổ ở cả hai quốc gia. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, lâu đài Gaziantep, một khu di tích lịch sử và điểm thu hút khách du lịch ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nằm cách tâm chấn của trận động đất 33,3 km đã bị hư hại nặng nề. Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, một số pháo đài ở phía đông, nam và đông nam của lâu đài Gaziantep lịch sử ở quận trung tâm Sandibey đã bị trận động đất phá hủy.
các mảnh vỡ nằm rải rác trên đường. Hàng rào sắt bao quanh lâu đài đã bị gãy đổ, nằm rải rác trên vỉa hè xung quanh. Bức tường chắn bên cạnh lâu đài cũng bị sụp đổ. Ở một số pháo đài đã xuất hiện những vết nứt lớn. Theo các cuộc khai quật khảo cổ, lâu đài Gaziantep đầu tiên được xây dựng một tháp canh vào thời La Mã từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau Công Nguyên và được xây dựng mở rộng dần theo thời gian. Thông tin từ Bảo tàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, lâu đài có kiến trúc như ngày nay dưới thời trị vì của Hoàng đế Byzantine Justinian 527 đến năm 560 sau Công Nguyên. Lâu đài Gaziantep được xây dựng trên một ngọn đồi ở trung tâm của thành phố Gaziantep. Lâu đài được trùng tu nhiều lần trong suốt lịch sử và được khôi phục lại kiến trúc như ngày nay vào đầu những năm 2000. Lâu đài Gaziantep có chu vi khoảng 1.200m. Các bức tường được làm bằng đá khối. Ngày nay, lâu đài được sử dụng làm bảo tàng toàn cảnh chủ nghĩa anh hùng và phòng thủ Gaziantep. Trận động đất mạnh cũng làm sập một phần mái vòm và bức tường phía đông của nhà thờ Hồi giáo Sivani lịch sử, nằm cạnh lâu đài Gaziantep. Nhà thờ Hồi giáo Sivani được cho là xây dựng vào thế kỷ 17, nằm ở trung tâm thành phố Malasada, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà thờ Hồi giáo Yeni Kami, nhà thờ mới cũng bị trận động đất phá hủy một phần. Nhà thờ Hồi giáo Yeni Kami được xây dựng trên địa điểm của nhà thờ Hồi giáo Haji Yusuf. Trong trận động đất lớn vào tháng 3 năm 1984, nhà thờ Hồi giáo Jenny cũng bị hư hại nặng và sau đó đã được trùng tu lại dưới thời quốc vương Abdulhamid II. Một lần nữa trong trận động đất xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1964, nhà thờ này tiếp tục bị hư hại nặng nề và được trùng tu vào những năm sau đó. Năm ngoái, nhà thờ Hồi giáo Jenny đã hoạt động trở lại sau quá trình trùng tu hoàn thành. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng lo ngại rằng nhiều khu vực di sản văn hóa bị ảnh hưởng bởi trận động đất lịch sử này. Trong khi đó, tại Syria, cơ quan cổ vật của nước này cho biết một số địa điểm khảo cổ của Syria bao gồm một tòa thành nổi tiếng ở phía bắc thành phố Aleppo được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã bị hư hại trong trận động đất lịch sử vào rạng sáng mùng 6 tháng 2. Tổng cục cổ vật và bảo tàng Syria công bố hình ảnh hư hại và thông báo các bộ phận của mái vòm của tòa tháp nhà thờ Hồi giáo Ayyubid bên trong tòa thành cổ đã bị đổ. Lối vào pháo đài đã bị hư hại, bao gồm cả lối vào tháp Mabluk. Thành phố Aleppo nổi tiếng với thành cổ, trung tâm lịch sử được UNESCO công nhận và những khu chợ có mái che hàng thế kỷ. Người ta tin rằng hầu hết các cấu trúc vẫn còn tồn tại trên địa điểm được xây dựng trong triều đại Ayyubid từ năm 1169 đến năm 1260 sau Công Nguyên. Nhìn ngọn đồi nơi tòa thành tọa lạc được cho là có các đền thờ và công sự phòng thủ, ít nhất là từ thiên niên kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Cũng tại Syria, lâu đài Al-Maghrab nằm ở phía nam thành phố Bani Yad được cho là đã bị hư hại trong trận động đất. Lâu đài Al-Maghrab từng là thành trì chính của hiệp sĩ cứu tế trong các cuộc thập tự chinh sau này. Tuy nhiên, theo các nhà sử học Ả Rập, lâu đài được xây dựng, củng cố bởi người Hồi giáo vào năm 1062. Các cuộc khảo sát khu vực cho thấy một số tòa nhà bên trong lâu đài đã bị hư hại, trong khi một số bức tường và một số tòa tháp bị sụp đổ trong trận động đất. Tại tỉnh Tartut, một phần của vách đá đã đổ xuống khu vực lân cận. Lâu đài Khamut và các tòa nhà dân cư tại khu vực này đã bị sập. Các nhóm chuyên gia hiện đang đánh giá thiệt hại và liệu trận động đất có ảnh hưởng đến thành phố cổ Palmyra hay không. Thưa quý vị, hiện tại nhiều nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà đổ nát sau các trận động đất liên quan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cũng gặp nhiều khó khăn bởi các khu vực đổ nát có kết cấu không ổn định và thời tiết mưa tuyết rất khắc nghiệt. Hy vọng các lực lượng cứu hộ sẽ nhanh chóng được triển khai để giải cứu các nạn nhân đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, để số nạn nhân thiệt mạng ảnh hưởng là ít nhất. Những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ kênh tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.